Hello, xin chào tất cả anh em YouTube nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video mình chia sẻ với anh em về cái bảng báo giá mới của bên bên R1 anh em, hãng của R1, bên Starlight, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nutri nè. Chiều đọc cái bảng báo giá muốn té ngửa luôn anh em. Nó lên giá rất là khủng khiếp luôn. Một hộp nó lên là 250.000 một hộp. Lúc trước bán cho anh em là có 1.3 triệu, mà nay nó lên giá bán lẻ là 1.550 một hộp. Nó lên nó lên khoảng 20% một hộp anh em. Để mình đọc cho anh em nghe chút xíu về cái bản thông báo tăng giá R1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nutri. Anh em đợi xíu nha. Bạn này bạn nhắn tin để tí nó mình rep sau giờ mình đang lỡ làm video rồi. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nutri xin gửi lời cảm ơn chân thành vì sự quan tâm, ủng hộ và tin tưởng của quý khách hàng đối với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Do giá nguyên liệu biến động liên tục, nguyên nhân nè anh em, cũng lại lý do lý sự nè. Cái vụ mà giá nguyên liệu biến động liên tục này á, nếu mà nói tăng R1 thì mấy cái quay kia nó cũng phải tăng theo rồi, chứ không lẽ giờ R1 tăng mà cái nguyên liệu của R1 nó có gì đó khác biệt so với lại những cái quay khác mà mấy thằng kia nó đâu tăng đâu mà này nó tăng. Đấy, nguyên nhân này mình thấy nó không có được hợp lý lắm nè. Mặc dù là mình bán R1 nhưng mà cái nào ra cái đó, mình cũng là người tiêu dùng. Mặc dù mình là người bán nhưng mà mình cũng là người xài à. Bán cho anh em thôi chứ mình cũng xài hàng ngày thôi. Mình cũng như anh em, mình cũng muốn tìm một cái loại quay nó cái chất lượng của nó tương đối, cái giá cả nó hợp lý, vừa túi tiền thì mình xài lâu dài. Nhưng mà bây giờ giá nó tăng lên vậy thì chắc phải suy nghĩ lại. Cũng rất là đáng đo nha anh em, chắc xài auto biết vậy luôn quá. Chúng tôi xin thông báo đến quý khách hàng về việc thay đổi giá R1 từ ngày mai nè, bữa nay 13, ngày mai 14 nè, tháng 1, 22 nè. Chúng tôi sẽ điều chỉnh tăng giá đến khi có thông báo mới. Rồi, cảm ơn quý khách, giám đốc ký nè, Phan Tiến Dũng. Đó, thì cái bảng báo giá mình hồi chiều mình có tải về nhưng mà không biết mình bấm trúng cái vùng què gì mà nó ra toàn là chữ Campuchia không à. Thì cái này không coi được, nó hiện ra mấy cái file nó bị lỗi gì anh em, mình cũng không biết nữa. Ai nó bị cái lỗi gì thì nói chung là năm nay là cái năm dịch bệnh và rất là nhiều khó khăn, anh em mình xài quay cũng rất là phải tính toán và vừa xài vừa tiết kiệm đó, cho nên là trong cái khoảng thời gian vừa rồi mà cái giá nó ổn định thì mình xài mình thấy rất là hài lòng luôn. Nhưng mà qua đầu năm 2022 thì nó thay đổi kiểu này thì chắc là mình sẽ phải suy nghĩ lại, tại vì bây giờ nó cũng có nhiều loại quay nó giá nó sẽ ổn hơn. Và với cái lý do là cái giá nguyên liệu biến động liên tục này thì mình cũng không biết sao nữa. Nói chung là cái lý do thì bên công ty người ta đưa ra sao thì mình đọc vậy thôi, chứ mình cũng chẳng biết thật sự là cái lý do chính xác là sao. Nhưng mà mấy cái loại quay kia hiện đâu có tăng giá đâu, thậm chí có loại nó còn giảm giá nữa, giống như hàng VPT á anh em, giá nó đang giảm. Nhưng mà một số cái hàng bị đắng thì mình không nói nha, lúc mà chưa đắng cũng giảm nữa, nhưng mà bị đắng hay giảm hơn. Thì sắp tới thì mình cũng đang suy nghĩ nhập như thế nào đây, tại vì mình nhập giá sỉ vào để bán mình cũng thấy ngán, chứ đừng nói anh em mà bỏ tiền mua giá lẻ thì nó tới 1.550.000 một hộp, thì nó lại quay về cái mức giá hồi xưa, hồi cách đây 2-3 năm á, cách đây 2 năm á thì cái giá nó là cỡ đó. Nhưng mà nay á thì nó lại tăng lại thì mình thấy cũng rất là bất ngờ, tại vì trong thời gian vừa rồi thì mình cũng đang chờ đợi hàng của R1 về, nhưng mà mình nghĩ là bên công ty đang điều chỉnh cái giá cho nên là chưa có xuất kho. Nhưng mà hôm nay có bản báo giá rồi thì hàng thì chắc là hàng R1 á chắc là sẽ có, nhưng mà để mình coi giá như vậy biết sao nhập nữa. Với lại nó ngoài cái quay R1 nha anh em. À, quay R1 Blend cũng dạ tăng, quay len á, quay len là cái hộp mà màu xanh đó anh em, màu xanh nước biển á, nó tăng tới 1.3 triệu anh em, 1.3 triệu, nó bằng với là cái giá R1 mà Hydrolite hồi xưa, rồi mát cũng tăng luôn, mát tăng rồi tất cả các thứ của hàng R1 là tăng hết luôn á, thì để tí nữa mình sẽ chèn cho anh em một cái hình ảnh của cái mức giá lẻ cho anh em xem nha. Thì nay chỉ làm cái video ngắn mình chia sẻ với anh em về cái mức giá tăng như thế này, và mình cũng thấy rất là bất ngờ. Tại vì trước giờ thì R1 xài rất là ổn, mà nay nó tăng như thế này thì
cái doanh số mình nghĩ nó cũng sẽ giảm theo luôn. Thì nay chỉ làm video ngắn mình chia sẻ với anh em bao nhiêu đây thôi nha. Thì khi nào có gì mới thì mình lại làm video mình chia sẻ tiếp. Và có lẽ là trong tuần sau thì hàng của hàng hàng Z Nutrition mà cái e fitness anh em, e fitness mà có D3K2 rồi tuần sau nó về thì mình sẽ làm video mình chia sẻ với anh em nè. Thì cái hàng đó mình cũng đang chờ đợi và đang rất là nóng lòng thử và uống nó làm sao. Thì cái đợt này thông báo với anh em luôn là nó sẽ về vị trái cây trước nha anh em. Vị trái cây nghe nói là vị trái cây là cái vị ngon nhất, nó sẽ về trước để mà nó ra mắt khách hàng á. Thì hy vọng là cái vị này nó uống sẽ ngon mà mình sẽ làm cái video mình review đầu tiên cho anh em xem nha. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và khi nào mà hàng về lại làm video chia sẻ với anh em tiếp đây. Bye bye anh em nha.